mời anh chị chúng ta cùng đi với Sinh Ly Đòn nhé. Rất là thích. Đây nè, con đường nè, buổi tối anh chị sẽ thấy nó nhộn nhịp như thế nào. Đòn mến chào anh chị và các bạn, rất vui gặp lại anh chị trên kênh Sinh Ly Đòn. Bây giờ thì khoảng 10 giờ, chính xác hơn là 10 giờ 15 ngày 26 tháng 4 2022. Sinh Ly đang di chuyển trên cầu Sài Gòn. Cái hướng này là chúng ta ra xa lộ Hà Nội để về Thủ Đức, ngày xưa mang tên là xa lộ Biên Hòa. Với video clip này, Sinh Ly cũng muốn mời anh chị khám phá vùng đất An Phú, Thủ Đức, với nhiều ao hồ, lau sậy, đồng ruộng ngày xưa, bây giờ gọi là Thảo Điền, để anh chị thấy nó thay đổi như thế nào nha anh chị ha. Thay vì chúng ta cứ đi thẳng hoài thì chúng ta sẽ về ngã tư Thủ Đức, nhưng mà Sinh Ly sẽ quẹo phải. Đối với những hình ảnh ngày xưa, Sinh Ly từ đi xe đò từ Vũng Tàu lên thì đi cầu Sài Gòn cũng rất là nhỏ, về bến xe Văn Thánh con đường nhỏ thôi, và hai bên là ao sen, ruộng lúa, lau sậy, nhà cửa thì rất là thưa thớt. Đó là những hình ảnh năm 86, 87 đến năm 90, 91. Đó là những hình ảnh Sinh Ly biết được và chia sẻ với anh chị. Nhưng mà bây giờ thì nó như thế nào? Mời anh chị chúng ta cùng đi với Sinh Ly Đòn nhé. Khi mà trước khi khám phá vùng đất An Phú, Thủ Đức này, thì Sinh Ly cũng gửi lời thăm hỏi đến anh chị, chúc anh chị luôn lúc nào cũng vui vẻ, cuộc sống luôn lúc nào cũng bình an, sức khỏe. Rồi chúng ta sẽ quẹo bên phải. Ngày xưa đó đi qua cầu Sài Gòn, quẹo bên phải là chúng ta về Phà Thủ Thiêm, vùng đất Thủ Thiêm. Và cái khu vực này ngày xưa thì cũng rất là phức tạp. Ngay chỗ nghe nói là Tân Cảng là phức tạp lắm anh chị. Hoạt động cái kia đó anh chị. Nơm nộp, nhưng mà ngày hôm nay thì ngày hôm nay vẫn còn anh chị ha, nhưng mà nó sẽ thay đổi một cái hình thức khác. Nó có rất là nhiều khách sạn mini cho thuê giờ ở khu vực này, và Sinh Ly sẽ quẹo con đường này. Con đường này ngày xưa thì nó khoảng là 5m thôi, 5-6m thôi, nhưng mà bây giờ nó rất là rộng. Bên trái là cũng ruộng đồng không anh chị, nhà ai cũng ao hồ ruộng đồng. Rồi mái trái là chúng ta sẽ đi về Phà Thủ Thiêm, nhưng mà Sinh Ly sẽ quay một vòng xuống dạ cầu Sài Gòn để đi Thảo Điền. Đôi khi thì anh chị nghe tiếng thì có vẻ nhức đầu, nếu mà anh chị thấy nhức đầu quá thì anh chị cũng dặn nhỏ volume nhìn cảnh. Tại vì cảnh vật nó trôi qua, mình nhớ cái gì mình nói cái đó, nói liên tục. Nếu mà không nói thì làm sao mà anh chị biết được. Không nói thì không biết đâu, cứ đi cứ im lặng như thế này nói. Thằng này không biết nó đi đâu mà tự nhiên nó không nói gì, ai biết cái gì. Nhưng mà nói thì một số anh chị nghe nhức đầu, mà anh chị thông cảm nha. Đây, cầu Sài Gòn. Bây giờ gọi là Thảo Điền anh chị. Cái mảnh đất bao bọc bởi cầu Sài Gòn, nó ra tới cái dòng sông ở chỗ cầu Rạch Chiếc luôn. Nó nhìn qua cái mảnh đất Thanh Đa. Chúng ta quẹo đây
đó, đi mấy bên trái là chúng ta sẽ có một cái đường vòng luôn á. Anh Tây chạy hay quá, chạy xe gắn máy rất là nhanh, anh ấy rất là giỏi. Tây ba lô, họ thì ở đây lâu rồi anh gì đó. Nếu mà chúng ta lên cầu Sài Gòn thì chúng ta quẹo phải, chúng ta lên cầu để về Văn Thánh. Bây giờ An Phú Thảo Điền ngày hôm nay phát triển lắm anh chị. Đây là một cái mảnh đất, nó dọc sông mà vị trí rất là đẹp, nhưng mà có khổ nổi là khu vực này nước sông lên là ngập, ngập lội vì bõm luôn, ngập mà tắt mấy xe luôn. Khi mà nước sông lên thì anh chị đừng có đi vào trong đây, đi vào trong đây là ngập mệt lắm. Bên phải của anh chị đó là một cây cầu của tuyến metro Bến Thành Suối Tiên. Đi thẳng là chúng ta sẽ đi vào một cái khu dân cư, chung cư cũng rất là cao cấp. Đó, cả chục tỷ, 5 tỷ, 6 tỷ, 7 tỷ, chục tỷ Việt Nam đồng mà. Rồi chúng ta sẽ quẹo trái nha anh chị. Đây là những con đường mới anh chị ha. Con đường mới với nhiều cái tên mới. Chung cư, rồi CVS, cửa hàng tiện lợi, siêu thị, salon ô tô đầy đủ. Đây là con đường Quốc Hương. Sunny sẽ đi vào con phố nhộn nhịp, nhất là thời điểm vào từ buổi chiều đến khuya. Tất cả hoạt động kinh doanh đã mở ra rồi anh chị. Điều đó cũng là một tín hiệu rất là vui mừng. Đây, chúng ta sẽ quẹo con đường Xuân Thủy anh chị. Đây là con đường mà có thể nói là rất là nhộn nhịp, gồm nhiều cái nhà hàng cao cấp, quán cà phê. Và nơi đây cũng là những anh Tây cũng rất là thích. Đây nè, con đường nè, buổi tối anh chị sẽ thấy nó nhộn nhịp như thế nào. Hàng quán mở ra rất là VIP. Bữa nào Sunny sẽ đi quay buổi tối thì gọi anh chị nó náo nhiệt như thế nào. Và ở đây thì có những con hẻm rất là yên tĩnh, nhà hàng hai bên, nhà hàng, công ty, quán ăn, quán nhậu, quán cà phê, quán bar. Thế là Sài Gòn đã hồi sinh rồi. Tất nhiên là mọi người đi ra đường thì cũng đeo khẩu trang anh chị. Theo xin đi mạo muội suy nghĩ đó, thì chắc có lẽ là khoảng là 2/3 người Sài Gòn bị nhiễm hết rồi. Bạn bè xin đi thôi, hỏi 10 người hết 9 đứa là nhiễm rồi. Nhưng mà cái nhiễm con Omicron này, cái biến thể Omicron nó cũng nhẹ anh chị, nhẹ giống như bị cúm thôi, rồi nghỉ ngơi một tuần, thế là xét nghiệm âm tính bằng test nhanh, sau đó thì đi PCR xét test chuyên sâu cũng là âm tính, thế là tung tăng thôi. Sợ nhất là con biến thể khác. Đây là con đường
Thảo Điền nha anh chị. Chúng ta sẽ quẹo trái để chúng ta sẽ khám phá vài con đường. Nó nhộn nhịp, ở đây là khách Tây. Họ qua đây giống như là dạng chuyên gia anh chị. Họ thuê, họ ở hoặc là công ty thuê. Và nơi đây thì có rất là nhiều trạm xá, bệnh viện, trường quốc tế, đầy đủ các dịch vụ, siêu thị. Đây là con đường Thảo Điền anh chị. Và nơi đây thì có một số khu rất là VIP, nó là khu biệt thự biệt lập. Ví dụ như bên tay phải của anh chị có hàng rào, thì khi mà mua cái biệt thự trong đây thì mỗi lần vào đây thì mình cư dân ở trong trọng thì mình có thẻ rồi, rất là đơn giản. Nhưng mà đi ở ngoài đi vào thì xin lỗi anh đi đâu, anh gặp ai, nên đôi khi đó thì mình không quay được bên trong đó, tại vì xin đây cũng bình dân học vụ mà đâu có quen ai mà dạng như giàu có đâu, mà ngộ lắm anh chị. Càng giàu là sinh đi càng né, không biết sao kỳ. Bạn bè đứa nào giàu quá thì tự nhiên mình né. Tất nhiên là tình cảm vẫn tình cảm, nhưng mà mình sẽ cố gắng né. Mà còn lâu lâu xuất hiện, ý xuất hiện nhờ vả gì đây nên cứ né cho. Tính cách sinh đi là vậy, giàu quá là né. Người ta giàu quá bu, mình xin đi giàu quá né. Còn giá trị họ đến với mình thì phải mộc mạc, đơn giản. À, bên phải nè, đó, khu biệt thự cao cấp An Phú, ghê chưa? Đây là những con đường rất là đẹp anh chị. Đường đẹp lắm, nó dài dài, nó mát ơi là mát luôn á. Để đợi anh chị đợi xin đi chút xíu nha. Xin đi dò coi mình sẽ đi đâu để dẫn anh chị đi. Đây là những con đường nội bộ và Cindy sẽ mời anh chị đi chút xíu nha anh chị ha. Với con nhiều con đường số. Đó, nhà là rất là yên tĩnh. Bên phải là bức tường của khu biệt thự cao cấp An Phú. Trời, ở trong đây rất là yên tĩnh anh chị. Tiếc là khu vực này đường đi vào nó ngập, chứ ở đây thì chắc không ngập đâu anh chị. Đường đi vào nó ngập. Đối với Sunny thì không có rành về bất động sản đâu, giá cả Sunny nắm thông tin bằng cách là rất là đơn giản, lên Google nhà cửa con đường nào đó của Thảo Điền quận 2, thế là nó ra ví dụ con đường này đường số 1, đường số 1 Thảo Điền Thủ Đức đó, thì anh chị sẽ biết về cái giá. Cứ lên sạp thì người ta chào bán đó anh chị, mình đoán được thôi. Quá đã, nghe tiếng chim kêu. Đi thẳng vào một con đường bích nha anh chị ha. Rồi chúng ta sẽ quẹo con đường này bên trái, những con đường này yên tĩnh, chỉ có tiếng xe gắn máy cà tàng của Sunny thôi, rong ruổi cùng anh chị và các bạn. Chúng ta quẹo trái nha. Quá thích luôn.
số mấy ta? À, đường mang tên là Trúc Đường. Từ đây mà đi qua về trung tâm Sài Gòn thì có con đường Nguyễn Hữu Cảnh nè, cầu Sài Gòn, con đường Nguyễn Hữu Cảnh, rồi đi tới phố đi bộ Nguyễn Huệ thôi, hoặc là đi Thị Nghè thì cũng dễ, tới Hàng Xanh là tới thôi. Rồi Sunny sẽ và anh chị chúng ta sẽ đi tiếp con đường này. Bên phải là cái công trình chuẩn bị chắc cũng xây chung cư biệt thự Đức Vàng. Chúng ta đang đi trên con đường Nguyễn Văn Hưởng. Đây là thuộc phường Thảo Điền, quận 2. Đó là mang tên quận 2 là cũ, nhưng mà bây giờ nó là trở thành địa bàn hành chính của quận, thành phố Thủ Đức. Và chúng ta sẽ đi ngang qua cái trường quốc tế. Đây, trường quốc tế đây là gì? Con cái các chuyên gia, những kiều bào về đây làm ăn sinh sống ở đây thì sẽ học cái trường này, chất lượng quốc tế. Đối với trường quốc tế ngày hôm nay là cái ngôn ngữ chính là tiếng Anh anh chị ha. Ngay chỗ vào trong cảnh giao tiếp bằng tiếng Anh. Sunny đang đứng ngã ba và bên phải có một cái hẻm 215, và đây là một cái địa điểm showroom của anh Thái Công, có một cái kênh YouTube, cũng là một cái phong cách sống rất là thượng lưu. Sunny sẽ quẹo cái hẻm này nhé. Rồi bên trong đây có gì anh chị? Cũng là nhà cửa biệt thự. Villa. Quá VIP luôn. Đây có những cái ngôi nhà biệt thự đang xây sửa lại. Nhìn rất là thanh bình. Bích rồi. Sunny sẽ quẹo ra. Thank you.
đây là cái khu nhà giàu anh chị, cái biệt thự kìa, rất là đẹp. Nhà xây mới theo lối kiến trúc Pháp. Mấy trăm tỷ. Trời trời, nguyên cái dãy biệt thự trời. Chúng ta quẹo ra nha anh chị ha. Đối với kênh Sunny thì cũng có cảnh này cảnh kia nha anh chị ha. Cảnh thì sớm nhà sàn mang dòng kênh đen, cảnh những cái khu vực cao cấp như thế này, biệt thự dọc dòng sông Sài Gòn, có cái này có cái kia. Đây giống như là bích lối quá trời, bích rồi không còn ngõ đi, giờ mình chỉ có đi ra cái ngõ hồi nãy thôi. Một cái dinh thự, những cái dinh thự này dọc dòng sông Sài Gòn đó anh chị, phía sau là dòng sông Sài Gòn đó, du thuyền đậu đầy đó anh chị. Công viên anh chị thấy mát mẻ, khu vực này quá an ninh. Như là mình đang đi lạc thì phải. Ngõ này đi ra, đi ra đường ngõ nào ta? Anh đi ra đường ngõ này phải không anh? Dạ cảm ơn anh. Hỏi bảo vệ thôi. À rồi ok, mình đi ra đường rồi. Rồi, với video clip này, Sunny cũng muốn cập nhật An Phú, quận 2. Này là Thảo Điền, thành phố Thủ Đức gửi tới anh chị và các bạn. Coi An Phú, quận 2 thay đổi ngày hôm nay như thế nào anh chị ha. Cũng không ngờ Sunny đi men theo con đường đó để vào một cái quyến, một cái xóm biệt thự, villa cả rất là nhiều tiền, không có thể nào đón được.
Sunny cũng muốn cập nhật cái cuộc sống với nhiều gam màu khác nhau để gửi tới anh chị và các bạn. Đôi khi đây là một cái video clip rất là bình thường thôi, chở anh chị đi chơi cập nhật Thảo Điền quận 2 để gửi tới anh chị và các bạn coi cuộc sống muôn màu của Sài Gòn ngày hôm nay nó như thế nào. Sunny cũng thân ái mến chào anh chị và các bạn. Hẹn gặp lại anh chị trong những cái clip lang thang tiếp theo của Sunny Dog. Đi đây đi đó thì cũng cập nhật gửi anh chị các bạn, giống như là anh chị là người đồng hành luôn luôn, lúc nào cũng khích lệ ủng hộ Sunny. Để ủng hộ kênh thì anh chị cái gì đăng ký kênh nếu chưa đăng ký, hoặc là chia sẻ nếu thấy cái clip này thú vị tới bạn bè và những người thân. Thân ái mến chào và không quên kính chúc anh chị và các bạn có nhiều niềm vui, hạnh phúc trong cuộc sống. Bye bye, hẹn gặp lại trong những video clip sau. Thân ái mến chào, bye bye.